Em đứng đi, chị kia nó xuống lái, nó không biết đâu. Ok. Xuống lái thì nó chạy qua gần tới thì chiếc Vision màu trắng. Có tiền mặt hả? Tới chuyển khoản rồi, đưa tiền mặt cũng được. Mày gì mày giữ tiền mặt thôi, mày đưa tao đi tao chuyển khoản luôn. Tao chuyển rồi. Mày đưa tiền mặt nó luôn cũng được, tao kêu nó chuyển trả lại cho tao. Khỏi đưa tiền cũng được. Khỏi đưa tiền cũng được. Tại Nguyên mới chuyển nó 5 triệu rồi. Hôm qua với bữa nay. Nó có đưa tiền cho em cứ lấy đi. Tại vì chị chuyển cho Hải rồi mà em cứ đưa tiền em cứ lấy đi, chị lấy tiền Hải lại.